Hello, xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn C nhá. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách mà rất là nhiều anh em đã yêu cầu trong những số lần trước. Đó chính là thử thách không dùng scope và giành một trận đấu top 1. Thì hôm nay mình sẽ cụ thể cái thử thách đó hơn một chút. Đó chính là mình sẽ sử dụng khẩu súng M416 và chỉ sử dụng tâm ruồi, cái đầu ruồi, cái ngắm đầu ruồi của súng ấy, và không sử dụng scope. Và rất mong nếu anh em nào thích những cái series thử thách như thế này thì các bạn hãy đừng quên ấn like cũng như chia sẻ video clip. Và nếu mà anh em còn thử thách nào nữa thì hãy comment phía dưới để mình có thể gọi là thực hiện những cái thử thách mà anh em đưa ra. Ok, bây giờ thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là tìm cho mình một khẩu súng M416. Đây rồi. Ok, như vậy là có M416 rồi anh em ạ. Rồi, chúng ta đi làm dân chơi gọi là... có tiếng ở bên này, có tiếng bên này. Ui, hai thanh niên bây giờ mới nhảy xuống. What the hell? Rồi, rồi, cho các bạn ấy gọi là cho qua đi. Mình phải tìm kiếm thanh niên đang lạch cạch, lạch cạch. Trong nhà. Bây giờ mà vẫn còn đang mò súng à? Bây giờ đang còn mò súng thì là quá muộn rồi bạn ơi. Ui giời ơi, đồ đạc kìa. Cảm ơn một gọi là một tá những phụ kiện mà bạn đã đem đến cho mình nhá. Ồ, lại có tiếng, lại có tiếng. Úi trời ơi, Kenvin. Cả giò luôn, để lấy mạng anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ sang bên kia và xử lý hai cái thanh niên nhảy xuống muộn. Mình thấy bên kia bắn nhau cũng ghê đấy. Sang đấy nhanh không đấy các bạn ơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Rồi. Rít một đống đạn vào người như thế mà lại không knock out anh em ạ. Vô lý. Gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đây? Cái gì đây? Ngồi trong nhà. Nào. Có ai không? Rồi, vườn không nhà trống rồi anh em ạ. Rồi mình xuống mình gạt giò luôn thanh niên kia. Ô. Bò đâu rồi? Ô. Bò đi đâu ta? À, rồi 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 rồi, tôi biết rồi nhá. Nào. Nào, chạy. À, cái gì vậy? À, thích chơi trò một vòng trái đất à? Đâu rồi? À, đùa. À đủ. Lại đi vào nhà. What the hell? Đừng có gọi là sử dụng chiến thuật mèo vờn chuột ở đây, anh em hiểu không? Bởi vì tôi nghe rất là rõ rồi. Chạy làm sao được chứ? Tà ní. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tà ní rồi. Đang định cứu bạn anh em ạ. Xiên cho gọi là một băng đạn vào người luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Phát ra tiếng động là chết rồi bạn ơi. Trời buổi gọi là 1m2 900 thằng gọi là sát thủ mà bạn chỉ cần gây ra một cái tiếng động nhỏ thôi là coi như cuộc sống của bạn nó chắc chắn là sẽ chấm dứt rồi. Và bạn sẽ biến thành hòm gỗ 6 mảnh kèm với cả khói xanh. Ra chơi game mới luôn. Nào để xem hai bạn này có gì không nào. Hai cái hòm gỗ thân yêu. Rồi cũng chỉ toàn là đạn xanh thôi anh em ạ. Ui dồi ôi, cốp X6 này. Ba lô 2 này. Trời ơi. Nhìn cái cốp mà mình muốn nhặt quá mà không có được. Rồi, phụ kiện M4 như thế là hòm hòm rồi đấy anh em ạ. Mà nói thẳng ra là phụ kiện M4 như thế là đủ rồi. Giờ chỉ thiếu băng kích đạn hoặc là cái gì đó nữa thôi. Mà chả cần băng kích đạn cũng được. Phụ kiện này gọi là quá ổn rồi. Không còn gì đòi hỏi thêm nữa. Với mình như thế này là quá perfect rồi. Bây giờ mình chỉ cốt là đi kiếm một cái mũ. Ơ, vẫn còn ạ. Ở bên đây. Nào, đâu rồi? À đủ. Lại thì đứng ngắm lại. Happy gamer. Happy gamer này. Nào. À có băng đạn đây rồi. Ngon. Người ta gọi đây là tuyệt vời ông mặt trời. Mình sẽ nhặt nhiều đạn xanh một tí. Bởi vì là mình không để auto pick up. Vì vậy là mình sẽ rất là khó để có thể loot. Mà anh em biết rồi đấy. Cầm iPad mà lại không để auto pick up mà loot tay thì nó phải gọi là một cực hình luôn. Nhưng mà bắt buộc phải tắt đi anh em ạ. Bởi vì là không tắt thì dù có như thế nào đi chăng nữa thì
hệ thống nó cũng sẽ auto nhặt scope và nó tự gọi là gắn lên trên khẩu súng của mình. Vì vậy tốt nhất là tắt đi. Có tiếng xe. Có một tiếng xe vừa đi qua. Mình sẽ đuổi theo xem như thế nào. Rõ ràng mình nghe thấy một tiếng xe. Tiếng xe hay tiếng xuồng ta? Không nhớ nữa là tiếng xe hay tiếng xuồng. Cái âm thanh đấy nó... Mình nghĩ là tiếng xuồng anh em ạ. Tự nhiên lại có con xuồng ở giữa sông như thế. Như vậy lại không ổn. Có khi nào các bạn đi xuồng đến đây không nhỉ? Mà đi xuồng đến đây làm sao mà có thể mất tích một cách nhanh như này được? Quá nhiều câu hỏi đặt ra. Đấy, kim tiêm này. Ôi dồi ôi, mũ 2 đây rồi. Phê lòi, phê lòi. Ok, thôi bỏ qua cái vụ gọi là xe hay thuyền đi. Bởi vì là nếu mà là xe thì các bạn cũng đã đi qua rồi. Còn nếu là thuyền thì tốt nhất là mình nên té. Bởi vì là không nghe được thấy tiếng gì. Sợ nhất là mấy thanh niên đi thuyền đến xong rồi gọi là mai danh ở trong một căn nhà nào đó và chờ mình gọi là phi vào. Sợ lắm. Nên tốt nhất là em xin giơ tay rút lui thôi. Do ai? Chắc ai bây giờ ở đây. Wow. Như vậy là nhảy chơi ở khu vực Painan mà cũng làm được 7 kill anh em ạ. Không thể nào mà có thể tưởng tượng nổi. Painan này... À, đây rồi. Đây rồi. Lên nhà. Nào, ra đi. Ra chưa? Đây rồi. Ui, vãi cả đồi. Ui, giật mình đấy. Trời ơi, pha đấy pha giật mình của mình đấy. Ui ôi, M24 này. Các thứ luôn. Mà trận này mình không có nhặt được. Hơi tiếc. Nhưng mà không sao cả. Thực hiện thử thách mà. Cuộc sống mà. Cố lên. Hề luôn anh em ạ. Vẫn bị cái lỗi mà kiểu bắn ra một viên ấy. Sợ vãi nồi. Hôm qua đang live stream. Ơ, cái lề gì thốn? Cái lề gì thốn? Duke29. Hình như đấy là, không biết là người hay bot nhỉ. Hình như là đấy là người. Bởi vì bot nó đâu có đứng lút đồ đâu. Đây rồi. Bắn nhau à? Ra là liếm cái nhẹ. Ra là liếm xem có được gì hay không nào. Trời ơi, bắn nhau căng thế hả bạn? Cho mình tham gia với. Mình hứa mình chỉ ăn mạng thôi chứ mình không giết người đâu. Nào, bắn nhau ở đâu nào? Dẫn vậy. Đâu rồi? Sao chả thấy một mống nào này? Đùa mình chắc. Rõ nhất là khu nhà đằng sau. À đây rồi. Đây rồi. Mizigo. Nào. Có ai nghe thấy tiếng súng và đến không? Tình hình là không rồi anh em ạ. Tình hình là mình phải xử lý một tình huống chuẩn bị chạy bo đi thôi. Có ai không? Mình biết ngay mà. Mấy thanh niên kia chắc chắn là đi xuồng đến. Đảm bảo với các bạn luôn. Đi xuồng chắc chắn luôn. Ai à? Mấy bạn này toàn sử dụng đạn 7 thôi. Dã man. À đúng rồi. Có nhiều anh em yêu cầu mình là đi tìm khẩu súng barrel. Thì thật sự phải nói với bạn là tối hôm trước mình cày từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Hề luôn là hôm đấy mình bắn, mình hủy diệt danh vãi cả cứt ra. Như thế này. Các bạn bảo là bắn đi tìm mấy con boss để bắn. Mình cũng đi tìm mấy con boss mà mình bắn. Hề luôn, 2 tiếng đồng hồ đấy mình bắn phải 40-50 con boss mà không tìm đến một khẩu súng barrel nào. Không biết là số mình đen hay là do mình nhọ nữa. Nói chung là đen thôi, nhọ vẫn thế anh em ạ. Không thể tìm được. Thế là cứ bắn kiểu gần hết trận ấy, bắt đầu thấy nản ấy. Bởi vì là mình bình luận là mình đi tìm khẩu barrel mà cuối cùng mình lại không tìm được. Cái video clip đấy chả có ý nghĩa gì. Thế là lại thoát ra. Có trận thì bắn hết, xong rồi xóa clip. Có trận thì bắn kiểu bắn giữa chừng ấy. Bởi vì là các bạn biết là tính mình là tính kiểu tính chơi hổ báo cáo trồn ấy. Mà mình phải đi tìm boss ấy, nó bắn rất là khó chịu. Đấy, thế là nói chung là tối hôm trước mình xóa nhiều clip lắm. Ngồi làm từ 2 giờ tối cho đến 4 giờ tối mà cuối cùng không được một clip nào. Sợ thật.
cho nên là những cái thử thách mà anh em đưa ra thì mình rất là vui và đón nhận những cái thử thách như vậy. Nhưng mà có những thử thách phải nói là mình đã phải thực hiện rất là nhiều. Hình như có người chạy đúng không? Đây rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có người chạy rồi. Chính xác luôn. Thôi mình để lại auto đi. Định để single bắn nhưng mà nghe thấy tiếng bắn rầm 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 này hơi bị gọi là lo sợ một tí. Tu. Rồi, hẹo luôn. Ở đây 3 team cơ. Đông vậy. Rồi rồi, bị bắn rồi, bị bắn rồi. Thôi, mình tốt nhất là mình nên chạy anh em ạ. Cơ trưởng đã bị tiêu diệt rồi. Nên chạy, nên chạy. Như vậy là chỉ còn 2 thanh niên trên đồi thôi. Như thế thì sẽ dễ xử lý hơn anh em ơi. Không vấn đề. Kia rồi, kia rồi. Tôi đã thấy bạn bò rồi đây. Bạn hãy đứng lên. Tôi đã thấy bạn bò đằng ấy. Bò sau cành cây. Ước gì bạn đứng lên giờ này. Ước gì tôi lập cốp giờ này. Tôi sẽ bắn những viên đạn của tôi vào mông, vào đít của bạn. Nào, theo như mình gọi là ra cắt dự thì các bạn ấy sau khi mà lút máu đầy đủ các thứ sẽ phi xuống đây để chạy bo hoặc là đi lút xác. Chắc chắn là như vậy anh em ạ. Nào, bơm máu gì mà lâu vậy. Ố, what the hell, giờ mà vẫn còn chạy bo. Palomili, Palomilo. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nghe tiếng chân rồi, nghe tiếng chân rồi, nghe tiếng chân rồi. Được rồi, mình sẽ đánh lạc hướng anh em ơi. Mình sẽ chạy vòng hẳn lên đầu mình gọi là tạt cánh đánh đầu cho nó gọi là bất ngờ luôn. Một pha bất ngờ đến từ vị trí của tôi đã xe. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tôi đã thấy. Tôi đã thấy. Lắc léo. Khó chịu nhỉ. Nào, phiên đây, phiên đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi bạn ơi. Tĩnh mình, tĩnh mình, tĩnh. Ôi, thanh niên kia không đánh vòng à. Nguy hiểm quá nhở. Được rồi, chặn ở đây. Kiểu gì thì bạn cũng phải lên cơ mà. Đấy, ăn bom đi. Rồi, một quả nổ rồi. Rồi, hai quả nổ rồi. Không thấy có thương, gọi là không thấy có thương vong nào xảy ra cả. Được rồi, tôi sẽ gọi là chốt ở đây anh em ơi. Chốt ở đây kiểu gì cũng có mạng. Ui, vãi nồi. Ốp luôn. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Góc này đứng lại thành góc hơi xấu một tí rồi. Ui ôi, vãi nồi. Đây, 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 đây. À, mấy thanh niên này bắn flare gun à? À, thể nào không đi. Hóa ra đang bắn flare gun. Ok. Ui, ốp ở đâu nào bắn ghê vậy. Ui, lại bắn thêm flare gun nữa. Nhiều flare gun vậy. Ghê nha. Mình có lên công lên không nhỉ? À, hai thanh niên tích được hai cái flare gun. Giờ bắn à? Được rồi. Như vậy chắc chắn là từ nãy giờ mình bào giáp của các bạn ấy bây giờ là vô ích rồi. Hai bộ giáp 3 chuẩn bị ship thẳng vào mồm thôi. Hơi nguy hiểm. Nhưng mà nếu xử lý khôn khéo tình huống này vẫn được anh em ạ. Đáng lẽ phải đấy mình nhảy lên mình gạt giỏ ngay. Bị dại quá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đứng cạnh thính đây rồi. Ngắm à. Ui, đúng là súng M4 có khác anh em ạ. Yếu quá. Chứ phải là AK là pha đấy là hẹo rồi đấy.
Rồi nó nấp xong xe rồi. Rồi có lẽ là mình nghĩ là mình lên đi thôi. Đứng ở đây tí nữa cho bốt cam nó bắn vào, rồi ở bên kia sông nó bắn ra, rồi bọn này nó đẩy đến nữa thì có lẽ mình không sống nổi nữa. Lấy cano và đi thôi. Cố gắng lấy top 1 nào. Thử thách phải thành công. Không thành công là không được. Đi hoi. Đang lái cano mà thằng nào nó găm một viên ốp vào đầu thì đúng là nhọ. Ui, cano nổ này. Ai ỉa, sợ thế. À đủ, hình như có thằng bắn ở bên phải này. À rồi. Nó đang nhìn mình luôn. Hay lắm đồ cốn. Rồi, mình sẽ phải chạy anh em ạ. Không đấu được. Ở cái tầm xa như thế này đấu là thiệt ngay. Đi thôi. Đấy, bắn đi, bắn hộ ngái. Thôi mình nói đùa đấy. Tha cho mình. Ai ôi. Thôi anh ơi, em biết lỗi. Ui rồi, ôi, một viên ốp vào đít. Gần bay cái giáp 2 luôn ạ. Dã man. Không phải người nữa rồi. Quá dã man. Mày quá. Quả đấy ốp mà vào đầu gái là coi như là nghìn thu, gọi là tắt nắng luôn. May sao nó không vào đầu, lại vào người. Cho mình vẫn ngòi ngóp chạy tiếp được. Ô, cái gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Có tiếng. À. Nằm bên đấy. Nằm bên đấy này. Cùng linh đúng không? Chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì nữa. À, mấy thanh niên bên kia vẫn nằm à? Nằm.
Hay quá. Chibi ơi là Chibi. Quá tuyệt vời. Và như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu top 1 với thử thách không dùng scope và chỉ dùng cái gọi là cái ngắm đầu ruồi của khẩu súng M416. Và nếu anh em thấy thích cái video clip này, hãy đừng quên để lại cho mình một like cũng như subscribe và chia sẻ video clip. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.